Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng. Hôm nay Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đang ở vùng mà chúng ta có thể chứng kiến giá phục hồi thêm nữa. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào diễn biến của đồng đô la và lãi suất kho bạc của Mỹ. Ở trong nước, phản ứng với biến động của thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá tăng giảm liên tục ở các thương hiệu. Trong tuần, nếu như giá vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm 200.000 đồng một lượng, thì giá vàng nhẫn 4 số 9 ngược lại với mức tăng mạnh 1.400.000 đồng một lượng. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 65.400.000 đồng một lượng và chiều bán ở quanh mức 66.400.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 51.650.000 đồng một lượng và 52.650.000 đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua tại mức 65.400.000 đồng một lượng, chiều bán 66.400.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 65.400.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.420.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 1 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 65.300.000 đồng một lượng và 66.300.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá cao hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 65.400.000 đồng một lượng và 66.400.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji cũng đứng tại mức 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 65.400.000 đồng một lượng, chiều bán 66.400.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá thấp hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 65.100.000 đồng một lượng và 66.100.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 65.400.000 đồng một lượng, chiều bán 66.400.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 65.420.000 đồng một lượng, chiều bán 66.400.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 65.300.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.300.000 đồng một lượng. Tại Ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 65.100.000 đồng một lượng, chiều bán 66.100.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 19.940.000 đồng một lượng đến 51.650.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 21.940.000 đồng một lượng đến 52.650.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, giá vàng thế giới ít biến động trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, nhưng giá vàng nhẫn trong nước lại trong xu hướng tăng. Cả quý 3, giá kim loại quý này trên thị trường quốc tế đã giảm gần 8% dưới áp lực từ lãi suất tăng trên toàn cầu
và xu hướng tăng giá không cản nổi của đồng đô la Mỹ. Theo đó, giá vàng trong nước cũng giảm gần 5%. Chiến lược gia ông Daniel Pavinon của Rio Fururi nhận định với hãng tin CNBC rằng thị trường vàng đang ở vùng mà chúng ta có thể chứng kiến giá phục hồi thêm nữa. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào diễn biến của đồng đô la và lợi suất kho bạc của Mỹ. Trong tuần, giá vàng đang biến động mạnh trong bối cảnh Mỹ công bố các dữ liệu liên quan đến lạm phát tăng cao. Giới đầu tư tài chính lo ngại rủi ro đến từ lạm phát nên họ mạnh tay bán cổ phiếu. Kết quả, thị trường chứng khoán của Mỹ tiếp tục giảm điểm mạnh ở phiên cuối tuần. Trong mắt giới đầu tư, dường như vàng không còn hấp dẫn. Theo truyền thống, vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát và bất ổn kinh tế. Tuy nhiên, giá vàng đã giảm 20% kể từ khi tăng lên mức quan trọng trên 2.000 đô la Mỹ một ounce vào tháng 3 năm 2022. Tính cả quý 3, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 7,7%. Tháng 9 là tháng giảm thứ 6 liên tiếp của giá vàng. Đây là chuỗi giảm dài nhất trong vòng 4 năm. Giá vàng hầu như không có phản ứng với tin Tổng thống Nga ông Putin ký sắc lệnh sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào Nga. Thay vào đó, giới phân tích cho rằng môi trường kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ vẫn đang là nhân tố chính chi phối giá vàng. Chiến lược gia ông Daniel Galli của trang tin TD Security nói với hãng tin Reuters rằng chúng ta đang ở một môi trường lạm phát cao và đó là lý do khiến cho Fed trở nên quyết liệt hơn. Những lực lượng vĩ mô này thực sự làm mất đi sức hấp dẫn của vàng với tư cách là một tài sản đầu tư. Bởi vậy, nhà đầu tư không còn xem vàng là một sự phòng hộ an toàn hợp lý nữa. Từ đầu tháng 3 cho đến nay, Fed đã có 5 đợt nâng lãi suất với tổng mức tăng 3 điểm phần trăm, dẫn đầu cuộc đua tăng lãi suất để chống lại lạm phát trên toàn cầu. Tuần này, chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác có lúc đã đạt gần 115 điểm, mức cao nhất trong vòng 20 năm. Sau đó, đồng đô la Mỹ yếu đi và giảm gần 0,9% trong cả tuần. Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ đã tăng gần 6,7% trong quý 3 và tăng khoảng 16,9% tính từ đầu năm đến nay, theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Sau một phiên mua dòng khiêm tốn vào hôm thứ Tư, quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR lại bán dòng mạnh trong phiên ngày hôm thứ Sáu. Phiên này, quỹ đã bán 1,5 tấn vàng, giảm nắm giữ chỉ còn 939,7 tấn vàng. Trong vòng nửa tháng, quỹ này đã bán hơn 20 tấn. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, Chủ nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022 trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Nếu như yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.